thập thông tin vị trí người dùng mà không xin phép. Phóng viên công nghệ và chuyên gia bảo mật người Mỹ Brian Rupp đã khiến nhiều người phải xôn xao khi phát hiện thấy chiếc iPhone 11 Pro của Apple đã tự ý thu thập thông tin về vị trí địa lý của người dùng. Ngay cả khi họ đã thiết lập quyền riêng tư để ngăn chặn chia sẻ những thông tin này, Brian Rupp sau đó đã liên hệ với Apple để phản ánh về tình trạng này. Và mới đây, Apple đã có một thông cáo để giải thích cho lý do thu thập thông tin về vị trí của người dùng. Apple cho biết đây thực chất không phải lỗi mà là một tính năng của công nghệ siêu băng thông rộng mới mà hãng trang bị cho loạt iPhone mới. Đây là công nghệ cho phép các thiết bị của Apple có thể dễ dàng xác định vị trí của các thiết bị khác ở xung quanh. Trước đó, khi giới thiệu bộ ba iPhone 11 vào tháng 9 vừa qua, Apple cho biết đã tích hợp lên trên sản phẩm chip U1 để trang bị công nghệ băng thông rộng mới trên sản phẩm. Với công nghệ này cho phép bộ ba iPhone 11 có thể giao tiếp cục bộ với các thiết bị khác có tích hợp chip U1 mà không cần phải truyền tín hiệu đến tháp phát sóng di động hoặc vệ tinh. Điều này giúp các thiết bị của Apple có thể xác định vị trí của nhau để dễ dàng truyền file không dây qua AirDrop. Apple cho biết cách thức này hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với các dạng kết nối không dây khác như Bluetooth. Apple cũng cho biết sẽ bổ sung tính năng để người dùng có thể chủ động vô hiệu hóa hoạt động của công nghệ siêu băng rộng trong bản cập nhật phần mềm tương lai. Thay vì thiết bị sẽ tự động vô hiệu hóa công nghệ này dựa trên vị trí của người dùng như hiện nay. Tuy nhiên lời giải thích của Apple vẫn khiến Brian Grubb và một vài người quan ngại khi cho rằng lời giải thích này là chưa xác đáng. Khi không chỉ rõ ra vì sao công nghệ băng thông rộng lại bị cấm sử dụng tại một số khu vực và những quốc gia nào cấm sử dụng công nghệ này, để rồi Apple lại phải xác định vị trí của người dùng iPhone 11